Phong trào chống cộng ở hải ngoại, các tổ chức tiêu biểu, những kẻ cầm đầu, hoạt động và thủ đoạn. Chào mừng các bạn đến với Sử Việt Aret. Bạn có biết, sau biến cố năm 1975, hàng triệu người Việt đã lựa chọn rời bỏ quê hương để tìm kiếm một cuộc sống mới ở xứ người. Xa rời quê nhà, họ mang theo trong mình một giấc mơ đổi đời, một khao khát gìn giữ bản sắc văn hóa và cả nỗi đau vì sự diệt vong của chế độ tay sai Việt Nam Cộng Hòa. Với nhiều người, lý tưởng tự do, dân chủ của lũ ăn cướp đem đến vẫn mãi là ngọn lửa thắp sáng trong tim. Vì vậy, phong trào chống cộng đã ra đời, trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cộng đồng người Việt hải ngoại, để rồi từ đó các tổ chức lớn bắt đầu thành hình, lan tỏa và thực hiện sứ mệnh chống cộng của chúng. Nhưng những tổ chức này là ai? Họ đã làm gì và làm như thế nào? Trong video này, các bạn hãy cùng Sử Việt Aret lật mở bức tranh đầy phức tạp về phong trào chống cộng nơi đất khách. Chúng ta cùng tìm hiểu nhé! Các tổ chức chống cộng tiêu biểu ở hải ngoại. Thứ nhất là Việt Nam Quốc Dân Đảng. Vai trò và hoạt động là một tổ chức có lịch sử lâu đời từ trước 1975. Việt Nam Quốc Dân Đảng hoạt động nhân danh mục tiêu bảo vệ lý tưởng dân chủ, tự do và nhân quyền. Từ khi tái lập ở hải ngoại, Việt Nam Quốc Dân Đảng đã tổ chức các cuộc biểu tình, buổi hội thảo và xuất bản tài liệu nhằm phản đối chính quyền Cộng sản Việt Nam. Thủ đoạn, Việt Nam Quốc Dân Đảng thường dùng truyền thông để tăng cường sự lan tỏa của mình, đặc biệt qua báo chí và đài phát thanh. Những bài viết, phát ngôn của họ thường mang tính chất chỉ trích và phê phán gay gắt. Những lãnh đạo cầm đầu tiêu biểu của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Một Nguyễn Tường Tam còn được biết đến với bút danh Nhất Linh là một trong những người sáng lập Việt Nam Quốc Dân Đảng và là nhà văn nổi tiếng. Nhất Linh đã có vai trò lớn trong việc định hướng đường lối của đảng trong giai đoạn trước và sau năm 1975. Hai Vũ Hồng Khanh cũng là một trong những lãnh đạo nổi bật của Việt Nam Quốc Dân Đảng. Ông đã tham gia vào các hoạt động chống cộng trong và ngoài nước và là một trong những nhân vật quan trọng của đảng tại hải ngoại. Thứ hai là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Vai trò và hoạt động, mặt trận được thành lập vào những năm 1980 dưới sự lãnh đạo của ông Hoàng Cơ Minh với mục tiêu đấu tranh vũ trang nhằm lật đổ chính quyền Việt Nam. Mặt trận đã lập nên các cơ sở huấn luyện ở Thái Lan và tiến hành nhiều chiến dịch gây quỹ để duy trì lực lượng. Thủ đoạn, mặt trận sử dụng chiến dịch kêu gọi gây quỹ kháng chiến trong cộng đồng người Việt dễ bị lừa ở hải ngoại. Họ tuyển mộ và kêu gọi sự ủng hộ tài chính từ kiều bào, nhấn mạnh vào lòng yêu nước và khát khao trở về quê hương, nhưng nhiều lần bị cáo buộc là dùng các thủ đoạn mờ ám để huy động vốn. Thủ lĩnh cầm đầu của tổ chức này là Hoàng Cơ Minh, là người sáng lập và lãnh đạo Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Hoàng Cơ Minh đã chỉ huy các chiến dịch gây quỹ, huấn luyện quân sự tại Thái Lan, vân vân. Thứ ba là Đảng Việt Tân. Vai trò và hoạt động, sau khi Hoàng Cơ Minh chết, Đảng Việt Tân được thành lập để kế thừa di sản của Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Việt Tân tập trung nhiều vào các hoạt động truyền thông quốc tế, thúc đẩy nhân quyền và gây áp lực lên chính quyền Việt Nam về các vấn đề chính trị. Thủ đoạn, Việt Tân sử dụng các chiến dịch truyền thông như báo chí, mạng xã hội để xây dựng hình ảnh một tổ chức chống cộng ôn hòa và vì dân. Một số chiến lược của họ bao gồm việc tổ chức các buổi hội thảo quốc tế, tạo dựng mối quan hệ với các chính trị gia và thậm chí khuyến khích các thành viên giả danh làm nhà báo để tiếp cận với các nhân vật quan trọng. Cầm đầu tổ chức này gồm một Đỗ Hoàng Điềm, một trong những lãnh đạo nổi bật của Việt Tân sau khi tổ chức này kế thừa từ Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Đỗ Hoàng Điềm đã tham gia tích cực trong các hoạt động truyền thông quốc tế, vận động về nhân quyền và chính trị cho Việt Nam trên trường quốc tế. Hai Trịnh Hội, Trịnh Hội, một luật sư và nhà hoạt động, đóng vai trò trong các chiến dịch của Việt Tân nhằm xây dựng hình ảnh ôn hòa, vận động các chính trị gia quốc tế và thường xuất hiện trong các chương trình truyền thông của tổ chức. Thứ tư là Liên đoàn Cựu Chiến binh Việt Nam Cộng Hòa. Vai trò và hoạt động, Liên đoàn Cựu Chiến binh Việt Nam Cộng Hòa bao gồm các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa, những người đã chiến đấu và chịu nhiều tổn thất trong chiến tranh. Họ tổ chức các buổi lễ tưởng niệm, các buổi gặp mặt để giữ gìn di sản của mình và truyền cảm hứng làm tay sai bán nước cho thế hệ trẻ. Thủ đoạn, ngoài các hoạt động tưởng niệm, Liên đoàn Cựu Chiến binh Việt Nam Cộng Hòa còn thực hiện nhiều chiến dịch tuyên truyền nhằm phản đối các hoạt động của chính quyền Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa và giáo dục. Đứng đầu tổ chức này là một Nguyễn Cao Kỳ, dù không phải là thủ lĩnh chính thức của tổ chức này, ông Nguyễn Cao Kỳ là một trong những cựu tướng của Việt Nam Cộng Hòa có tầm ảnh hưởng lớn trong cộng đồng hải ngoại. Ông đã tham gia vào nhiều hoạt động nhằm duy trì tinh thần Việt Nam Cộng Hòa trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài. Hai Lý Tống,
là một cựu phi công của Không quân Việt Nam Cộng Hòa, Lý Tống đã trở thành biểu tượng chống cộng cực đoan với những hành động táo bạo như cướp máy bay để rải truyền đơn chống cộng sản tại Việt Nam, cũng như tổ chức các cuộc biểu tình chống cộng ở Mỹ. Thứ năm là các nhóm truyền thông và đài phát thanh chống cộng. Vai trò và hoạt động, các kênh truyền thông như SBTN, Đài Á Châu Tự Do và nhiều trang báo mạng cũng có vai trò quan trọng trong phong trào chống cộng. Họ thường xuyên phát sóng các chương trình phản đối chính quyền Việt Nam, đưa tin về các vấn đề nhân quyền và tổ chức phỏng vấn với các nhà hoạt động chống cộng. Thủ đoạn, các kênh này không chỉ truyền tải nội dung qua truyền hình và phát thanh mà còn sử dụng mạng xã hội để lan tỏa thông điệp nhanh chóng. Họ tận dụng các công cụ như livestream, phỏng vấn trực tiếp và các nền tảng mạng xã hội để tạo sức ảnh hưởng và thu hút người xem. Cầm đầu các nhóm này là 1. Trúc Hồ, nhạc sĩ và nhà sáng lập đài truyền hình SBTN, Sài Gòn Broadcasting Telecino Network. Trúc Hồ đã dùng phương tiện truyền thông để lên tiếng cho các vấn đề nhân quyền và truyền bá thông điệp chống cộng sản tới cộng đồng người Việt ở Mỹ. 2. Nguyễn Văn Khanh, là giám đốc ban Việt ngữ của Đài Á Châu Tự Do, RFA. Nguyễn Văn Khanh đã có nhiều đóng góp trong việc đưa các tin tức liên quan đến tình hình trong nước và phong trào chống cộng đến với người nghe trong cộng đồng Việt ở hải ngoại. Các bạn thân mến, đằng sau mỗi tổ chức là một câu chuyện, một quá trình vận động không ngừng nghỉ trong cộng đồng người Việt ba que chống cộng ở hải ngoại. Những hoạt động, sự kiện và các chiến dịch của họ đã tạo nên một phong trào kéo dài suốt hàng thập kỷ. Từ các cuộc biểu tình lớn, các chiến dịch gây quỹ, đến những thủ đoạn truyền thông tinh vi, phong trào chống cộng ở hải ngoại đã và đang truyền kinh nghiệm và cảm hứng làm tay sai bán nước cho thế hệ trẻ hải ngoại, cũng để lại những dấu ấn khó phai trong lịch sử người Việt xa quê. Câu chuyện này không chỉ là một phần của quá khứ mà vẫn còn tiếp tục ảnh hưởng, có thể làm đảo lộn đến cuộc sống của nhiều người. Nếu các bạn thấy câu chuyện lịch sử này hấp dẫn, hãy cho video một like yêu thích, một bình luận thể hiện quan điểm cá nhân. Hãy chia sẻ video đến nhiều người hơn và đừng quên bấm đăng ký kênh Sử Việt Arret để chúng tôi có động lực mang đến những câu chuyện lịch sử đầy hấp dẫn, làm rõ bản chất của các sự kiện, các giai đoạn lịch sử Việt Nam, giúp bạn hiểu rõ hơn về những biến động trong Sử Việt. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!